Xin chào các bạn đã đến với kênh cây dược liệu hòa bình của bên mình. Hôm nay mình trả lời một số câu hỏi của khách hàng, đó là trong những ngày trong năm 2022 bên mình có cho ra đời cái sản phẩm đó là trà túi lọc cà gai leo hòa bình. Bên mình đã đăng ký thương hiệu và cũng như là các an toàn thực phẩm đối với cơ quan nhà nước. Thì trong những ngày vừa qua rất nhiều khách hàng đã đặt hàng bên mình và có hỏi bên mình rằng là những cái đối tượng nào nên dùng cái trà túi lọc cà gai leo này đấy, thì cho nó tốt nhất hiện nay đấy, thì hôm nay bên mình sẽ trả lời đối với lại những cái đối với câu hỏi như vậy để mọi người có thêm kiến thức và chia sẻ cho người thân. Cà gai leo là một cái loại dược liệu, lâu đời nay và đã được rất nhiều các công ty hoặc là các cá nhân bán những sản phẩm như là cà gai leo thân lá khô đấy, hoặc là cái cao cà gai leo đấy, vân vân, rất nhiều các sản phẩm hoặc là viên cà gai leo rất nhiều đấy. Thì tác dụng của những cái sản phẩm nói chung của cà gai leo thì nó hỗ trợ giải độc gan đấy, giải độc gan đấy, diệt trừ virus gan như là A, B, C. Đấy, ngoài ra nó có tác dụng rất là tốt trong cái việc đó là hạ men gan, chống ung thư gan và giải độc các cái khi các bạn dùng bia rượu thì các bạn nó giải độc rất là tốt đấy. Các bạn chỉ cần nói là nếu các bạn giải độc bia rượu, các bạn đi uống rượu, trước khi đi uống rượu thì các bạn nên uống 2-3 cốc cà gai leo đặc đấy, và sau khi về các bạn uống rượu về thì các bạn cũng nên dùng khoảng 2-3 cốc nữa. Đấy, thì các bạn thấy cảm thấy là nó sẽ giải độc rất là tốt cho cái men gan của chúng ta và cũng như là giải độc bia rượu của chúng ta rất là tốt. Đấy. Thế thì quay trở lại câu hỏi đó là những đối tượng nào thì chúng ta nên dùng cái cà gai leo. Thứ nhất là đối tượng những đối tượng đang có nguy cơ hoặc là đang bị cái viêm gan như là viêm gan B, viêm gan A hay viêm gan C thì chúng ta nên dùng cái leo này. Theo có một cái khách hàng chia sẻ với tôi rằng là khi sau khi mà dùng cái leo này khoảng tầm 6 tháng thì cái viêm gan B của họ đã giảm đi rất là nhiều, đấy. Đấy là đối tượng nhất. Đối tượng thứ hai là những người mà bị ung thư như là ung thư gan đấy, hay là viêm ung thư gan hay là xơ gan đấy, thì các bạn có thể sử dụng được cái trà túi lọc cà leo này để hạn chế lại cái sự phát triển của tế bào ung thư rất là tốt đấy. Các bạn lưu ý là đối với những người bị ung thư thì chúng ta có thể là sau khi xạ trị xong đấy, xạ trị hóa trị xong thì các bạn có thể dùng được cái sản phẩm cà leo này. Cái đối tượng tiếp theo là đối tượng dùng để giải độc bia rượu đấy, có nghĩa là chúng ta là các anh em mà đi hay đi nhậu nhẹt bia rượu nhiều thì chúng ta có thể là sử dụng cái cà gai leo này để giải độc bia rượu hoặc là để giải bia rượu cho nhanh tỉnh. Cái thứ ba đó là chúng ta giải độc gan dùng đến những người bình thường chúng ta thôi, tức là những người bình thường chúng ta không có bệnh tật gì thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái trà túi lọc cà gai leo này để giải độc gan chúng ta hàng ngày. Mỗi ngày chúng ta nên sử dụng khoảng 2-3 cái túi lọc như này để chúng ta giải độc gan hàng ngày. Đấy, bởi vì là những ngày nay thì là thực phẩm rồi là môi trường dẫn đến chúng ta là bị về gan rất là tốt, bị về gan đấy, nên là chúng ta phải giải độc nó hàng ngày đấy. Có rất nhiều các trường hợp như là đến khi mà bị phát bệnh ra rồi thì mới đi chữa thì các bạn thấy là cực kỳ khó vượt qua, mà đa số là dẫn đến cái việc là ung thư gan rồi đấy, thì chúng ta thấy là việc chữa trị nó thì vô cùng khó các bạn ạ. Đấy, nên vì vậy chúng ta hãy nên phòng bệnh ngay từ bây giờ. Người ta thường nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh đấy, nên chúng ta hãy thực hiện đó là giải độc gan ngay từ bây giờ để tránh cái việc đó bị dẫn đến ung thư. Đấy, vừa rồi là mình đã chia sẻ với các bạn đó là những các cái đối tượng nên dùng cái trà túi lọc cà gai leo. Ngoài sản phẩm cà gai leo thì các bạn có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm khác của cà gai leo như là thân lá cà gai leo khô, các bạn cũng có thể đun nước các bạn uống. Đó. Ngoài ra thì cũng có thể là sử dụng các cái cao xạ đen, nhưng là vẫn từ cà gai leo thôi, nhưng chúng ta cô đọng nó lại, nó chất lượng hơn. Đấy, thì các bạn có thể là sử dụng cái cao đó.
cũng rất là tốt. Hiện tại thì công ty Dược liệu Hòa Bình bên mình đã đang bán sản phẩm đó là trà tự động cà gai đen. Các bạn nào có nhu cầu hãy gọi điện add Zalo theo cái số điện thoại của bên mình, đó là 0976 836 586. Mình nhắc lại số điện thoại bên mình là 0976 836 586 để các bạn được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể về các sản phẩm trà tự động cà đen cũng như các sản phẩm khác. Địa chỉ công ty bên mình là ở thôn Long Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, subscribe và nhấn cái chuông bên tay phải để nhận được nhiều video hơn nữa từ kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.